Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại video clip buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại với một nhân vật mà các bác có thể thấy rằng là bằng tiến sĩ của nghiên cứu sinh là Vương Tấn Việt, hay còn gọi rằng Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang. Và bây giờ đặt ra một cái nghi vấn rất lớn, đó là cái bằng của ông đó là bằng giả, bởi vì người ta không tìm thấy ông ở trong cái danh sách gọi là danh sách thi tốt nghiệp năm đó, cũng giống như là danh sách cấp bằng tốt nghiệp của Tô Văn Hóa năm đó. Vậy thì ông lấy cái bằng này ở đâu ra? Ông có được đặc cách hay là được trao bằng một cách gì đó hay không? Thế nhưng mà khi mà Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trả lời ban tuyên giáo là không tìm thấy như vậy thì có vẻ như tất cả đều quay xe, và làm tôi liên tưởng tới cái vụ việc đó, chính là cái vụ mất bản đồ Thủ Thiêm. Xin thưa với các bác, bây giờ hầu như các nơi đều phủi tay với ông Vương Tấn Việt và coi như rằng là không biết và không liên quan gì đối với ông Vương Tấn Việt, và đây là một cái điều là vô cùng kỳ lạ. Xin thưa với các bác, thứ nhất như thế này, các bác có thể nhìn thấy Đại học Hà Nội không còn lưu hồ sơ tuyển sinh của ông Vương Tấn Việt. Cái này rất kỳ lạ nha. Và ở đây thông tin như thế này, tại sao lại ở trường Hà Nội thì như thế này. Theo thông tin tại trường Đại luật Hà Nội thì học viên là Vương Tấn Việt, sinh năm 59, trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh thì đã tốt nghiệp ngành học tiếng Anh năm 2001 tại trường Ngoại ngữ Hà Nội, nay là trường Đại học Hà Nội, và tốt nghiệp ngành luật năm 2019 tại trường Đại học Luật Hà Nội, tức là văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học. Như vậy cả trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và nay là trường Đại học Hà Nội cũng từng là cái nơi mà ông Vương Tấn Việt nộp bằng cấp 3 để làm điều kiện xét tuyển theo cái học cử nhân. Và liên quan đến thông tin về quá trình học tập này của ông Vương Tấn Việt tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thì đại diện trường thì cho biết là ông Vương Tấn Việt đã học chương trình đọc ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ, hệ đào tạo từ xa, và từ năm 94 đến năm 2001. Và theo đại diện nhà trường thì trường Đại học Hà Nội không còn lưu hồ sơ tuyển sinh của ông Vương Tấn Việt, vì theo quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ tuyển sinh là đến khi kết thúc khóa học. Còn với thông tin của trường là lưu giữ, chỉ khi lưu giữ các kết quả, các quy định là gồm kết quả học tập, các quyết định công nhận trúng tuyển và công nhận tốt nghiệp của sinh viên. Và nếu trường, nhà trường phối hợp với vụ giáo dục đại học để rà soát báo cáo thông tin về hồ sơ học tập của Vương Tấn Việt. Như vậy là không còn lưu trữ cái hồ sơ về ông Vương Tấn Việt. Và đây là cái điều mà tôi cho rằng là rất là kỳ lạ. Rất là kỳ lạ. Không hiểu trường lại căn cứ ở đâu ra để mà tuyển sinh cái việc này. Đó, đúng không ạ? Đây là một trong những cái điều mà rất là không rõ ràng. Các bằng cấp của ông Vương Tấn Việt không rõ ràng, và những người nào mà trong cơ sở tuyển sinh đợt đó, trách nhiệm của họ là phải xác minh những cái bằng cấp trước khi mà nhập học, thì họ không biết sẽ nghĩ gì về cái việc này. Đấy là cái thứ nhất. Và đối với vụ bằng cấp của Thượng tọa Vương Tấn Việt ấy, thì xin thưa với các bác rằng là Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng phủi tay, và phủi tay một cách rất là kỳ lạ. Chúng ta thử đọc như thế này. Đọc như thế này: chiều 14 tháng 8, tức là hôm qua, thì trao đổi với thanh niên thì Thượng tọa Thích Thiện Thuận là Phó trưởng Ban Trị sự Ban Hoằng Pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cho biết đã nắm được thông tin từ từ về cái việc mà văn bằng tốt nghiệp cấp 3 của Tô Văn Hóa của Thượng tọa Thích Chân Quang. Và theo Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Chân Quang không phải là một chức sắc Phật giáo, chỉ là một tu sĩ bình thường của một tu viện. Việc xác minh bằng cấp của Thượng tọa Thích Chân Quang thuộc về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, không phải của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục thì sẽ có câu trả lời chính xác về việc này. Tức là đá bóng này nha. Coi như đấy là của cơ quan nhà nước, không phải của chúng tôi. Chúng tôi không không có gì cả. Và thì đây này, một câu này: từ trước tới nay, Thượng tọa Thích Chân Quang chưa từng tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn quản lý Thượng tọa Thích Chân Quang với tư cách hành chính
quản lý các tăng ni trong toàn tỉnh, giáo hội cũng đang họp để ra hình thức xử lý sắp tới về những vụ việc gây ồn ào dư luận xã hội trong thời gian qua của một số tu sĩ trong tỉnh, trong đó có Thượng tọa Thích Chân Quang và Thượng tọa Thích Thiện Thuận cho hay như vậy. Và cũng theo Thượng tọa Thích Thiện Thuận thì giáo hội tỉnh quản lý bằng để đảm bảo rằng là đúng quy định của pháp luật, chỉ quản lý là tăng ni này, rồi vân vân ở kia, đặc biệt là luật tín ngưỡng tôn giáo, rồi là vân vân, trực tiếp là hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội tỉnh thì có phương thức để góp ý xây dựng nó kia. Để bổ nhiệm một tu sĩ làm trụ trì một cơ sở tôn giáo thuộc Phật giáo quản lý, có rất nhiều quy chế, trong đó có điều kiện về học vấn và đạo học. Thế học phải tốt nghiệp trung học phổ thông, đạo học là phải có tối thiểu bằng trung cấp Phật học. Thượng tọa Thích Thiện Thuận nói như vậy. Như vậy là tất cả gần như rằng là phủi tay, coi như là không có gì, tất cả là thôi, về với nhau về thôi, thì về nói cái vân vân, thế là xong phim, đúng không ạ? Và câu chuyện này là cái câu chuyện mà thật sự chúng ta sẽ cảm thấy tương đối không lạ. Bởi vì không lạ tại sao? Bởi vì khi văn hóa xuống cấp ấy, nó giống như kiểu rằng trong nội chính thì lúc chi tiền lúc chi tiền thì anh em chí tốt với nhau, anh em gọi rằng là thôi rồi với nhau. Thế nhưng mà cái lúc mà nhúng chàm, bị phát hiện, bị vỡ lở, thì lúc này anh là anh, tôi là tôi, chả liên quan gì. Chúng ta thấy rất nhiều những cái câu chuyện rằng là khi ra tòa thì trước đây là anh em rất là ok, nhưng khi ra tòa thì người ta sẵn sàng đổ lỗi cho nhau, cấp trên thì đổ lỗi cho cấp dưới thì đổ lỗi cho cấp trên, rồi nói rằng là tôi không biết gì, tôi không rõ ràng gì, tất cả thứ đó, đúng không? Vân vân là mây mây, tất cả thứ này để cho chúng ta thấy rằng là, ồ, thật là kỳ lạ. Đấy, cũng giống như là chúng ta thấy là giáo hội Phật giáo của Vũng Tàu, Việt Nam của Bà Rịa Vũng Tàu, thì trước đây là vẫn xử lý, vẫn quản lý, thậm chí rằng là còn xử lý rồi vẫn quản lý, rồi tóm lại là chụp ảnh, rồi chia sẻ, rồi là vân vân, thậm chí là bắt đi sám hối nọ kia, tức là vấn đấy. Thế nhưng đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là coi như là không biết gì, không thuộc gì. Và đây là cái câu chuyện của quản lý hành chính, chả phải câu chuyện thuộc về giáo hội. Đó. Cho nên ấy, đến giáo hội mà không quan tâm đến vấn đề đạo đức, mà chỉ quan tâm đến vấn đề hành chính nọ kia vân vân, thì rõ ràng là tại sao mà người ta mất niềm tin và nhiều tăng ni Phật tử, nhiều vị sư rồi nọ kia vân vân. Và ở mức độ là ông này đến tất độ tầm là thượng tọa rồi, tầm là thượng tọa rồi mà vẫn còn có những phát ngôn kiểu phủi tay như vậy, thì rõ ràng ở đây nó không chỉ là một mình ông Chân Quang xuống cấp về mặt đạo đức, đạo học, đạo pháp, mà nhiều người cũng ở trong cái tình trạng như vậy, là nó hoàn toàn đi ngược lại với cái tinh thần của người Việt, đúng không? Cảm ơn các bác rất nhiều.